Hello, xin chào các ba mẹ. Xin chào các ba mẹ đã đến với video đầu tay của mẹ Quỳnh trong gia đình mẹ bé Thị Thảo. Thì với cái video dài như thế này thì hôm nay mẹ Quỳnh sẽ review cho các mẹ về cái bộ đôi hot nhất mẹ bé Thị Thảo trong thời gian vừa qua. Đó là cái men 10 chủng Temimus dành cho những em bé từ sơ sinh đã sử dụng được rồi nhá. Đầu tiên thì mẹ Quỳnh sẽ review về cái dòng em Temimus này. Nói về bên ngoài của nó một xíu nha các ba mẹ. Thì với cái bộ đôi với cái em Temimus này, bên ngoài của nó sẽ có màu xanh da trời nhạt. Màu xanh da trời nhạt cùng với đó là cái logo của nhà Temimus nhá. Một cái logo của men 10 chủng Temimus. Trên nắp của nó sẽ có cái tem chống hàng giả của Bộ Công an, có mã QR, mã vạch ở dưới này nha các ba mẹ. Bên cạnh nó sẽ có thêm một cái tem phụ để các ba mẹ vào đọc. Và với cái dòng Temimus này là dòng men được nhập khẩu nguyên hộp từ Ba Lan và nó cung cấp tới 10 chủng lợi khuẩn cho con nhà mình và được ví lành như nước cất. Và nó được cung cấp tới 10 chủng lợi khuẩn cho con nhà mình bởi hai dòng chính, đó là Lactobacillus và Bifidobacteria. Thì hai cái dòng này nó chiếm 80% lợi khuẩn trong đường ruột của các con nhà mình, vừa mang lại một cái công dụng đó là cân bằng hệ vi sinh đường ruột cho các con. Và nó giúp giảm cái tình trạng nôn chớ đi ngoài phân sống, phân tanh, táo bón, cũng như là tiêu chảy của các con nhà mình, giúp cho các con nhà mình cải thiện tình trạng biếng bú, biếng ti và tăng hấp thu dinh dưỡng cho con nhà mình nha các ba mẹ. Thì với cái dòng Temimus này, các mẹ có thể sử dụng cho bé từ sơ sinh trở lên đã sử dụng được rồi. Với những em bé từ 1 tới 12 tháng thì các mẹ cứ sử dụng cho mẹ cho con nhà mình 5 giọt mỗi ngày, đã cung cấp 1 tỷ lợi khuẩn cho các con rồi nhá. Và nếu như với những em bé trên 12 tháng thì các mẹ cứ sử dụng cho mẹ Quỳnh 5 giọt trên một lần, một ngày có thể sử dụng 1 đến 3 lần nhá. Thì với cái dòng Temimus này có một số lưu ý như sau. Khi mà sử dụng Temimus cho con nhà mình thì các mẹ lưu ý cho mẹ Quỳnh là lắc thật đều trước khi sử dụng. Cùng với đó là khi mà sử dụng xong thì vặn chặt ngắt, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh 2 đến 8 độ C. Đây là cái nhiệt độ mà để giúp cho các lợi khuẩn phát triển một cách tối ưu nhất. Và ngoài ra trong cái dòng Temimus này, khi mà các mẹ mở nắp ra sẽ có những cái váng váng, thì đó sẽ không phải là do men có vấn đề đâu nhá. Đó là những cái tinh dầu ngô và đó là thức ăn của lợi khuẩn nha các ba mẹ. Và lưu ý cuối cùng dành cho cái dòng Temimus này là khi mẹ đang sử dụng cùng với kháng sinh thì cách kháng sinh ra 2 giờ đồng hồ cho con nhà mình nhá. Bởi vì bản chất của kháng sinh chính là kháng lại các vi khuẩn, trong đó sẽ có các lợi khuẩn trong dòng Temimus này. Và nếu như các mẹ đang sử dụng đồng thời cả kháng sinh và lợi khuẩn thì vô tình làm mất đi các lợi khuẩn và không còn tác dụng nữa. Hai mà mẹ Quỳnh sẽ review cho các mẹ đó là cái dòng vitamin D3K2 quốc dân Linebon. Nói qua về bên ngoài của nó nhá. Dòng Linebon này bên ngoài của nó sẽ có một cái hình chú khủng long như thế này, kết hợp thêm đó là cái logo Linebon D3K2MK7. Thì với cái dòng này ấy, bên ngoài của nó sẽ có một cái em khủng long nhá, và bên ông của nó vẫn là một em khủng long. Thế nên là nhiều khi các mẹ bên like của mẹ Quỳnh thường hỏi là có D3K2 khủng long không, thì chính là em này nhá. Và bên cạnh bên ông của nó sẽ có một cái tem chống hàng giả nhá, một cái tem chống hàng giả cũng như là mã QR, mã vạch, tem tích điểm. Mẹ Quỳnh nhớ. Với cái dòng này thì các mẹ cứ săn cho mẹ Quỳnh về tích điểm nhá, nhớ tích điểm nhá cho các con nhà mình nhá các ba mẹ. Và bên sau của nó sẽ là một cái tem phụ bằng tiếng Việt để các mẹ vào săn và đọc này. Và nói qua về cái dòng Linebon này, đây là một trong những cái dòng vitamin D3K2 quốc dân và có độ tinh khiết lên tới 99,75%. Và vitamin D3 sẽ giúp hấp thu canxi từ trong đường ruột vào máu. Và vitamin K2 phân tách tới MK7 của nhà Linebon sẽ giúp vận chuyển canxi đến đúng hệ xương khớp của các con, giúp cho hệ xương khớp của các con được chắc khỏe hơn. Và nó sẽ giảm tránh cái tình trạng mà rụng tóc quanh khăn, da mồ hôi trộm, ngủ giúp cho con ngủ ngon giấc và giúp cho xương khớp các con chắc khỏe và có một chiều cao tối ưu nha. Thì với cái em Linebon này thì các mẹ sẽ sử dụng cho con nhà mình 6 giọt trên một lần, trên một ngày, và nó cung cấp đủ 400 mu đơn vị vitamin D3 cho con nhà mình rồi nhá. Còn với những em bé mà trên 12 tháng thì các mẹ sẽ bổ sung cho mẹ Quỳnh thành 8 giọt nhá. 8 giọt Linebon đã cung cấp 600 mu đơn vị vitamin D3 là đủ một liều dùng trong một ngày cho con nhà mình. Và lưu ý cho mẹ Quỳnh, vitamin D3 sẽ là vitamin tan trong dầu, vậy nên là chúng ta sẽ uống sau ăn sáng hoặc sau ăn trưa cho con nhà mình để đạt được hiệu quả cao nhất nha các bà mẹ. Bộ đôi vitamin D3K2 Linebon cùng với đó là em Temen 10 chủng Temimus là một trong những chân ái của các mẹ nuôi con nhỏ, giúp cho các mẹ nuôi con nhàn tênh nhá. Một em sẽ giúp cho con nhà mình ngủ ngon và một em này sẽ giúp cho con nhà mình hấp thu tốt, cải thiện tình trạng biếng vú, biếng ti, biếng ăn của con nhà mình. Ba mẹ đừng bỏ qua nhá.